Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019, thì bên cơ sở lan rừng thì em hôm nay cập bến nhiều loại mặt hàng đẹp đáng sưu tầm đấy ạ. Nhiều mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm, nhiều loại hàng cây giống và sẽ cho hoa vào cái thời gian mùa xuân này, những cái hàng đột biến rất là đẹp luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Và giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển cô chú anh chị nhé. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và sau đây thì em xin được điểm qua những cái mặt hàng mà hiện tại bên nhà em đang có. Trước tiên thì em xin được báo giá những mặt hàng kg hiện tại em đang có trước này. Đầu tiên đó là hoàng thảo đùi gà. Đây là đùi gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể nhìn ạ. Hàng rất là tươi luôn, tươi rói rói luôn như thế này. Đó. Và đùi gà của vùng Cao Bằng thì khi cô chú anh chị xem em bán live ở những cái buổi mà nó đã đang có hoa thì phải nói là mặt hoa của nó cực kỳ là xuất sắc, rất là đẹp luôn ạ. Em và hàng thì bán rất là chạy luôn bởi vì cái mặt hoa rất là đẹp, khuôn bông hoa to và có hai mắt nhung rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé, đùi gà của vùng Cao Bằng ạ. Mặt hoa đẹp và số lượng hàng thì cũng không có nhiều. 220.000 cho 1kg đùi gà vùng Cao Bằng nhé. Và đây là kiều vàng. Kiều vàng của Cao Bằng cô chú anh chị nhìn xem ạ. Có đẹp không ạ? Kiều vàng. Đấy. Không biết là cái này là kiều vàng hay là kiều mỡ đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Và những cái cây này thì nó không quá dài và cũng không quá ngắn. Hình như là nó là kiều mỡ rồi hay sao ấy, cũng không biết nữa. Nhìn rất là đẹp luôn ạ. Cái hàng kiều này thì em xin phép bán với giá là 200.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. 200.000 cho 1kg, hàng vô cùng đẹp luôn. Đấy. Xanh mướt như thế này này. Và những cây này thì đây cô chú anh chị nhìn ạ. Quá tươi quá đẹp luôn. Hàng về phải nói đẹp xuất sắc luôn. 200.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Và đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì mùa này cũng đang chuẩn bị hoa rồi cô chú anh chị ạ. Em thấy là nó đang bắt đầu sưng lên những cái mắt nụ khá là lớn như thế này cô chú anh chị. Nếu như muốn sưu tầm và muốn ngắm hoa trọn vẹn thì đừng có chờ đợi lâu. Tại vì thêm một dạo nữa thì cái nụ này nó sẽ bắt đầu bung ra khỏi cái vỏ của nó. Thì khi đóng gói vận chuyển cô chú anh chị nó sẽ bị hỏng mất nụ đấy ạ. Đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị sưu tầm cái dòng phi điệp vàng này. Để vừa ngắm hoa và vừa được chăm mầm gốc ngay từ tấm bắt đầu mới nhú lên. Em bán với giá 140.000 cho 1kg phi điệp vàng cô chú anh chị nhé. Phi điệp vàng ạ. Và bên này là cái dòng lan quế tím ạ. Quế tím đây, quế tím hôm nay cũng vừa về như thế này. Quế tím em bán với giá 150.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Chú anh chị có thể tham khảo giá nhiều nơi. Họ vẫn bán đến 180.000 cho 1kg ạ. 150.000 cho 1kg. Và tiếp theo bên này đó là hoàng nhạn. Hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị nhé. Hàng này thì cây khá là nhỏ nên là khi mà cô chú anh chị mua thì sẽ rất là lợi cân luôn. Hàng dòng lan hoa thơm tuyệt vời và hoa đẹp rất là thơm. Cái dòng này thì cây nhỏ cô chú anh chị nhé. 1kg khoảng trên 100 cây cơ ạ. 1kg sẽ trên 100 cây. Đấy. Em sẽ bán với giá là 300.000 cho 1kg. 300.000 cho 1kg hàng hoàng nhạn tháng 4 này cô chú anh chị nhé. Và bình thường cô chú anh chị xem thì thấy rồi. Em thấy nhiều nơi những cái hàng giống như thế này thậm chí người ta bán lên đến 600.000. Đấy, cây nhỏ nhưng mà không có mất ngọn cô chú anh chị nhé. Đấy, rất là xinh luôn ạ. Cũng rất là nhiều cặp lá này. Và mặt hàng tiếp theo đó là bạch ngọc đuôi công ạ. Bạch ngọc đuôi công dòng lan nở vào dịp Tết và số lượng hàng thì cũng không có nhiều. Em bán với giá 350.000 cho 1kg nhé, nở đúng vào dịp Tết luôn đấy ạ. Và đây là tóc tiên. Lan tóc tiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Nhìn nó thân thuôn dài như những suối tóc luôn. Và hoa thì bông cánh trắng và cái họng hồng rất là xinh. Em bán với giá 150.000 cho 1kg. Số lượng hàng này thì cũng nó cũng chỉ rơi vào hơn 1kg một xíu thôi. Em nghĩ là vậy. Và hôm nay thì em về ba cái loại dòng lan hài. Dòng lan hài đó là hài mốc hồng. Hài mốc hồng thì cây khá là nhỏ. Khá là nhỏ cô chú anh chị nhé. 1kg thì chắc cũng rơi vào khoảng tầm 100 cây. Thì cái dòng lan này em bán với giá là 150.000 cho 1kg nhé. Dòng lan này cây nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nếu như cô chú anh chị mà chưa thấy hoa của nó bao giờ mà tự dưng thấy cái nó nở hoa thì em nghĩ là chắc chắn ai cũng sẽ rất là bất ngờ. Bởi vì bông hoa của nó rất là to và màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. 150.000 cho 1kg cái dòng lan
dòng lan hài mốc hồng cô chú anh chị nhé, hài mốc hồng ạ, rất là xinh luôn ạ. Và đây là dòng lan hài hương, một trong những cái dòng lan hài bông hoa rất là to và có mùi rất là thơm. Đấy, một trong những cái dòng lan hài đáng sưu tầm nhất đấy ạ. Hài hương em bán với giá là 400.000 cho 1kg nhé. Dòng lan này không có nhiều ạ, hiện tại không có nhiều. Đây là dòng lan hài Trấn Liên, hoa cũng rất là bền. Nó cũng là một trong những cái dòng lan đẹp trong các cái loại lan nhé, cô chú anh chị nhé. Trong những cái loại lan hài, nó đứng vào top những cái loại lan hài đẹp ạ. Em bán với giá là 300.000 cho 1kg nhé, 300.000 cho 1kg hài Trấn Liên ạ. Đây em có một ít hoàng lạp cây xinh xinh như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, rất là nhiều lá luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1kg thôi ạ. Và hôm nay đặc biệt em có những cái hàng mà cây giống trồng thuần vườn về, rất là đẹp luôn, những cái dòng lan đẹp quá, thực sự là rất là đẹp luôn. Thứ nhất đây là dòng trầm cửu long cô chú anh chị nhé, trầm cửu long ạ. Đây dòng trầm cửu long cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ rơi từ 2 thân trở lên. Một chậu rơi từ 2 thân trở lên và mỗi một thân thì cũng trên 20 cm rồi nhá. Đa số là trên 20 cm cho một thân ạ. Và dòng trầm nếu như là chậu nhiều thân đây, ví dụ như chậu này thì rất là nhiều thân thì nó sẽ thân nó sẽ ngắn hơn. Những cái thân nhiều này nó sẽ ngắn hơn một chút xíu nhá. Trầm cửu long này em bán với giá là 280.000 cho một chậu trầm cửu long. Hoa bông hoa cánh bầu màu tím đậm rất là đẹp luôn ạ. Và đây là mặt hoa của trầm cửu long đây cô chú anh chị nhé. Bông hoa to, cánh bầu quá là đẹp, thực sự đẹp xuất sắc luôn. 280.000 cho một chậu này, trầm này, và chắc chắn là đến mùa hoa tới nó sẽ cho hoa cho cô chú anh chị ngắm nhé. Và dòng trầm tiếp theo đó chính là trầm sáu mắt ạ. Trầm sáu mắt này đó là một cái dòng trầm mà là cây được nhân giống từ cây đột biến, hoa rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Bông hoa cực kỳ là đẹp và thơm bền nhé. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn ạ, quá là đẹp luôn như thế này này. Và một chậu trầm sáu mắt này thì nó cũng từ đây cũng sẽ có hai thân hoặc là nếu như có một thân thì nó đẹp tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị xem, quá là tuyệt vời luôn. Cái chậu cái thân trầm này nó cũng rơi trên tầm khoảng 30 cm rồi cơ đấy, nhưng mà đa số là chậu trầm thì nó có nhiều thân như vậy chứ nó không có ít thân. Nhưng mà em thấy là có một cái chậu đặc biệt là nó có một thân và rất là đẹp như thế này. Đây chậu này cũng có hai thân, nói chung là mỗi một chậu thì đa số là từ hai thân trở lên. Đấy, dòng lan rất là đẹp, đáng sưu tầm. Em bán cũng với giá là 280.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và đây là mặt hoa của trầm sáu mắt đấy ạ. Dòng lan đột biến cô chú anh chị nhé. Được nhân giống từ cây lan đột biến sáu mắt, trầm sáu mắt ạ. Và ở đây em cũng vẫn còn có những cái đai, cây đai châu Thái, hàng giống rất là xinh, rất là yêu luôn ạ. Và em có tất cả, hiện tại em còn có tất cả là 1, 2, 3, 4 màu cô chú anh chị nhé. Mỗi một cây châu Thái xinh như thế này em bán với giá là 30.000 ạ. Nó quá là đẹp luôn, nhìn quá là yêu luôn này. Những cây này về cô chú anh chị sẽ trồng rất là dễ. Đây là cây màu cam nhé. Mỗi một cây em bán với giá là 30.000 cho một cây ạ. Đây cây màu cam này. Và đây là cây màu tím nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn thân không đã thấy xinh rồi ạ. Hoa màu tím ạ. Và cây này sẽ cho hoa màu trắng ạ. À màu đỏ sắc pháo cô chú anh chị nhé. Cây này sẽ cho hoa màu đỏ sắc pháo ạ. Và cây này thì sẽ cho hoa màu gì nhỉ? Cây này sẽ cho hoa màu đỏ này. Đây cây này cây màu đỏ này. Đó, em có tất cả là 4 màu như vậy nhá. Với giá là 30.000 cho một chậu cây trầm giống này. Và đây là dòng giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp đây cô chú anh chị nhá. Giả hạc Pháp mỗi một chậu như vậy ít nhất là từ 4 thân trở lên. Em bán với giá là một chậu như vậy là với giá là 150.000 cho một chậu giả hạc Pháp thôi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, mỗi một thân như thế này chắc chắn là trên 100.000 hoặc là gần 100.000 cho một thân cơ cô chú anh chị ạ, không rẻ đâu ạ. Giả Pháp này sẽ nở đúng vào dịp Tết thôi luôn ạ, số lượng hàng thì cũng không còn nhiều. 30.000 cho một 150.000 cho một chậu giả hạc Pháp nhé. Và đây là những cái chậu hạc vị Thiên Cung Lữ Bố ạ. Hạc vị Thiên Cung Lữ Bố em bán với giá là 140.000 cho một chậu và mỗi một chậu cũng từ 4 thân trở lên. Dòng lan này thì cũng rất là giá trị cô chú anh chị ạ. Đây là cây hạc vị Thiên Cung Lữ Bố đây cô chú anh chị nhé. Thực sự là quá là đáng sưu tầm luôn ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá là 120.000 cho một chậu này. Dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này thì em còn có một số chậu đen đô xuân. Đen đô xuân. Đen đô xuân đây cô chú anh chị nhé. Đen đô xuân này em bán với giá một chậu như thế này là 150.000 cô chú anh chị nhé. Giá vô cùng là rẻ để cô chú anh chị sưu tầm. Hiện tại thì đang một số thì đang lên mầm gốc rất là đẹp như thế này ạ. Đó. Nói chung là hàng này thì đến Tết chắc chắn là không rơi dưới 200.000 cho một chậu đâu ạ. Đấy.
Và thậm chí những cái chậu to đẹp hơn người ta có thể bán một xíu, có thể trên 300 nghìn cho một chậu đó, 150 nghìn cho một chậu nhá. Hiện tại số lượng hàng cũng không có nhiều. Và bên này thì em có một số cây phi điệp 5 cánh trắng họng hồng với dòng lan sẽ nở vào dịp Tết mà cực kỳ là hot trên thị trường hiện nay. Và những cái chậu này thì chắc chắn đến Tết thì không rơi dưới 500 nghìn cho một thân đâu ạ. Và hiện tại thì mỗi một chậu như thế này các cái thân nó đều rơi trên 35 cm trở lên rồi. Chậu này là hình số 14, em đánh hình để cô chú anh chị dễ lựa chọn nhé. Hình số 14 này có tất cả là 3 thân cô chú anh chị nhé. Mập ú ụ luôn cô chú anh chị xem này. 3 thân này em bán với giá là 900 nghìn ạ, một chậu trầm phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhé. 3 thân. Các thân đều rơi từ 40 cm trở lên hết, em bán với giá là 900 nghìn. Và hiện tại thì nó chưa dừng phát triển đâu ạ, đến cuối năm chắc chắn nó còn rơi đến khoảng tầm 7-80 cm hết cô chú anh chị nhé. Còn chậu tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 này thì cũng có 3 thân ạ, 3 thân rất là đẹp như vậy, cũng rơi khoảng 40 cm trở lên rồi nhé cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 880 nghìn. Thân hiện tại chưa phình mà đã rất là mập đẹp như thế này. Và cánh thân rất là xanh luôn này. Đó, xanh mướt luôn này. 880 nghìn. Tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 này cũng có 3 thân ạ. 3 thân rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mướt mát như thế này. Và cô chú anh chị về chỉ việc treo thôi cô chú anh chị nhé. Treo và tưới cây để đợi ngắm hoa thôi. Hình này em bán với giá là 930 nghìn nhé. 930 nghìn cho 3 thân rất là đẹp này ạ. Tiếp theo là hình số 19 này. Hình số 19 có 3 thân khá là đều. Mỗi một thân cũng rơi trên 40 cm rồi, từ 40 cm trở lên hết rồi ạ. Và đến cuối năm chắc chắn nó phải tầm trên 60 cm hết cô chú anh chị nhá. Đó, hoa thì rất là sai luôn cái dòng này này. Đẹp rất là sai luôn. Em bán với giá 880 nghìn là hình 19 nhá. Hình 19 880 nghìn ạ. Hình tiếp theo là hình 20. Hình 20 đây ạ. Hình 20 cũng có 3 thân ạ. Quá là đẹp luôn. Quá là nụ đẹp như thế này luôn. Thực sự cô chú anh chị nếu như mà chưa sở hữu được một cái giò trầm phi điệp 5 cánh trắng này và chưa được ngắm hoa của nó thì thực sự là một cái điều vô cùng đáng tiếc luôn. Cái hình này thì em bán với giá 900 nghìn cô chú anh chị nhé. 900 nghìn cho cái chậu này này. Hình tiếp theo là hình 22, là một cái chậu trầm rồng đỏ cũng sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết luôn. Hình này thì em có, hình này chậu trầm rồng đỏ này em có 4 thân đang phát triển rất là khỏe nhá. Rất là khỏe và rất là đẹp. Mỗi một thân rơi vào khoảng tầm 20 cm rồi ạ. Hiện tại rơi khoảng 20 cm. Đó, tầm khoảng 18-20 cm gì đó. Em bán với giá là 700 nghìn. Cô chú anh chị có thể tham khảo với giá trầm rồng đỏ, không hề có rẻ đâu. Đến cuối năm một chậu mà 4 thân như thế này chắc chắn nó phải rơi trên 1 triệu trở lên, chứ không có cái giá 700-800 hay là 500-600 nghìn, 700-800 nghìn như thế này để cô chú anh, để mình sưu tầm đâu ạ. Đó. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em đang có này. À đây em còn có hai cái giò đùi gà của vùng Cao Bằng nguyên bản rất là xinh luôn nhá. Giò đùi gà này em gọi là giò đùi gà số 1 nhé. Giò đùi gà số 1 này em bán với giá là 160 nghìn cho đùi gà số 1, hình rất là đẹp như thế này. Đó, cái giá thể cũng rất là nhẹ để cô chú anh chị có thể đóng gói vận chuyển mang về. Cô chú anh chị mà được ngắm cái mặt hoa đùi gà của vùng Cao Bằng lúc mà đang nở luôn, nở thì em nghĩ là chẳng không ai là không mê. Hình tiếp theo là hình đùi gà số 2 này. Đùi gà số 2 này em bán với giá 150 nghìn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em đang có ạ. Và mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Cô chú anh chị cùng xem lại những cái mặt hàng kg một xíu nhé. Những cái mặt hàng cây giống ạ. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, đây ạ. Trầm 6 mắt ạ. Rồi bên này là cái gì nhỉ? Trầm cửu long. Rất là đẹp luôn. Đó. Các dòng hài, có 3 dòng hài này. Mặt hàng kg này. Có kiều này. Rất là đẹp luôn. Hàng hôm nay về thực sự là các mặt hàng đều rất là đẹp ạ.